Hạnh xin chào ông bà, cô chú, chị, bạn và Hạnh đến gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Thì chị có điện nhờ Hạnh lại quay giúp hoàn cảnh của chị. Thì chị thì đang bị bệnh thận á. Thì Hạnh đến đây là thuộc huyện Nhồng Riềng, tỉnh Kiên Giang. Thì Hạnh cũng chưa có hỏi địa chỉ rõ đó. Thì Hạnh cũng mời ông bà, cô chú, chị, bạn vào nhà cùng xem gia cảnh của chị. Thì hôm nay Hạnh ở nhà thì cũng có một phần quà của gia đình anh Hiếu Tuấn ở Canada. Thì có gửi cho gia đình chị một phần quà. Thì ngôi nhà của chị thì Hạnh đứng ở ngoài đây thì thấy nó bị siêu vẹo rồi. Nhà lá thì cũng một nát hết rồi. Chị Hạnh mời ông bà, cô chú, chị, bạn vào nhà cùng với Hạnh đặng biết thêm về bệnh tình với gia cảnh của gia đình chị. Hôm gà vô mùa mưa rồi. Cái này cũng nặng quá vậy. Nhà này cũng có nuôi ếch đó nha. Trước tiên Hạnh thấy mấy con ếch rồi nè. Ếch con. Có con thì chưa thành. Đang con nồng nọc, đang tiến triển thành con ếch. Chủ nhà ơi. Ủa, nhà này nhiều chó quá nha. Dạ em chào chị. Thì hôm trước đó, chị có điện em đó. Thì hôm nay thì em mới lại được ha. Thì trước tiên thì em lại nhà chị thì cũng có phần quà của gia đình anh Hiếu Tuấn ở Canada ha. Có gửi cho mình là 10 kg gạo hả chị. Đây còn nước mắm, nước tương, dầu ăn và muối, hạt nêm, đường luôn ha. Cho gia đình mình sử dụng hả chị. Đây, chị có lời gì muốn nói gia đình anh Hiếu Tuấn không? Cảm ơn mà anh Hiếu Tuấn đã cho em phần quà. Dạ. Cảm ơn. Ở đây là địa chỉ ấp xã nào chị? Xã Ngọc Trúc. Xã Ngọc Trúc ha, rồi ấp. Ấp Võ Thành Nguyên. Ấp Võ Thành Nguyên, thuộc huyện Nhồng Riềng, tỉnh Kiên Giang của mình ha. Dạ. Chị tên gì? Nguyễn Thị Bé Tư. Nguyễn Thị Bé Tư. Chị năm nay nhiêu tuổi hả chị? 42. 42 tuổi ha. Thì hôm trước thì chị nói gia cảnh chị thì khó khăn á. Chị thì bị bệnh thận á. Thì bệnh sau đó thì chị nói lên cho cô chú mình Thành Quân biết á. Cần giúp đỡ gì đó thì chị nói, hôm trước thì chị điện em. Nguyễn Thị Bé Tư bị bệnh suy thận. Giai đoạn cuối. Giai đoạn cuối hả chị? Phần cuối là sao? Giai đoạn cuối, bây giờ đang đi chạy. Giai đoạn cuối là mình phải đi chạy thận. Dạ. Là cuối cùng là phải đi lọc thận. Thời kỳ thứ 5 rồi. Thời kỳ thứ 5, mình lọc thận là cái tay mình sưng lên gì đó hả chị? Từng lọc 3 lần. Từng 3, 5, 7. 3, 5, 7. Là mình có tốn tiền không chị? Không, mấy ông nhà nước thì ta cho bảo hiểm thôi. Bảo hiểm đang mình đi điều trị ha. Dạ, điều trị. Cũng đỡ ha, không có tốn tiền. Có bảo, không có bảo hiểm chịu không nổi. Từng gì là lọc mấy triệu. Dữ gì đó hả? Không có bảo hiểm là tới mấy triệu dữ ha. Dạ, một mấy lần lọc là 600-700 đó. Dạ, không có tiền thì không có điều trị nổi ha. Dạ. Bây giờ được bảo hiểm thì đỡ cái phần chi phí tốn tiền. Dạ. Là thì chị nhờ em là giúp với hoàn cảnh chị là giúp sao. Thì lọc thận thì cũng không có tốn tiền rồi. Thì được bảo hiểm tài trợ. Bây giờ mình cần giúp đỡ gì thì chị nói lên với cô chú mình Thường Quân. Giờ em khó rồi, cái nhà em giờ nó... Như là sức khỏe chị yếu, nói chuyện không được lớn ha. Dạ. Mệt hả chị? Mệt, bữa nay mơi nó mới tới cửa chạy. Mơi tới cửa chạy là bữa nay mệt rồi. Mệt. Chứ ngủ không được, ban đêm có đêm không ngủ được miếng nào luôn. Không gà vô mùa mưa hết chị. Mùa mưa nó dột lắm chứ. Nhà của chị thì Hạnh đứng ở ngoài thì thấy nó nghiêng à, nó siêu à. Nhà có cái bức tường bên đây, nhà đây nó đỡ lại nè. Nếu mà không có, nếu mà nằm trời lõi ngoài là chắc em nghĩ là trời dông vô đợt mưa này nó sẽ không an toàn á. Dông quá em sợ quá trời luôn. Dông sợ. Dạ. Gia đình của mình được bao nhiêu thành viên? Dạ được 2 đứa. Là 2 đứa sao chị? 2 đứa con hả chị? 2 đứa con. Còn chị sống với ai, có chồng ông xã gì không? Còn ở nhà sống với ông xã, 2 đứa nhỏ thì đi làm, gửi tiền về hàng tháng. Gửi tiền hàng tháng nha. Như lo đi tới đi lui ăn uống rồi. Chi phí ăn uống ha. Chi phí ăn uống. Mình làm giờ cũng thất nghiệp quá luôn, ở Bình Dương với trên thành phố giờ cũng thất nghiệp, không có làm được bao nhiêu hết. Là ông xã chị có nhà không? Có. Thường ngày anh làm gì? Anh ở nhà cũng như ai mướn gì anh mặn đó, mặn ngày hoặc là đi xịt thuốc lúa mướn cho người ta vậy đó. Dạ. Ảnh năm nay nhiêu tuổi rồi? Ảnh năm nay năm 40 mấy. 40 mấy. Ảnh tên gì chị? Lớn hơn tuổi. Lê Thành Ngữ. Dạ. Anh Thành Ngữ.
Là ảnh chị 42, anh 43. Dạ. Anh Phổ Nguyễn Kỷ. Dạ. Là bây giờ thì nhờ em lại là quay cái hoàn cảnh của chị ha. Là cần giúp đỡ cái ngôi nhà hả? Dạ. Thì bệnh tình thì có bảo hiểm tài trợ thì chị cũng không có tốn tiền. Còn chi phí ăn uống thì có hai người con thì để về đi lo hàng tháng ha. Dạ, mà cái này nó cũng thất nghiệp phải không? Chưa có chuyện làm. Giờ thất nghiệp luôn rồi. Dạ. Thì trước tiên thì em phải đi khảo sát coi cái tình hình của mình có thực tế, gia đình của mình nhà có khổ hay không ha, rồi cho cô chú thấy, rồi cô chú có thương như có duyên với mạnh thường quân thì sẽ được ủng hộ ngôi nhà ha chị. Còn em đăng lên thì cũng không, nhiều khi cũng không được nữa, thì mình quay lên thì cho cô chú thấy đi. Trước tiên là hoàn cảnh của mình nè, thì trước tiên thì Hạnh ngồi đây thì thấy nè, cái nhà của chị thì đòn tay thì nó gãy hết trơn, mối ăn á, cây xiên cây gì cũng gãy hết thôi nè. Trời mưa này chắc nguy hiểm, em chắc không dám ở đâu hả chị. Trời, em thấy giờ em thấy còn mưa lớn là không dám đâu. Cái nền nhà thì nền đất hả chị. Mưa này có ngập không chị? Trời thường mưa tới mùa nước á ngập. Ngập ha. Còn ở đây nè thì trước tiên thì thấy bên đây là dách thì nó một cái cây thì nó mối ăn hết đâu rồi nè. Nè gãy hết trơn, gãy khúc này khúc kia hết trơn luôn. Tìa, cái cây xiên á, cây kèo gì cũng gãy ngang hết luôn. Đòn tay thì gãy kìa. Gãy hết trơn bên nào. Nhà này mình kiền cái cọng dây chì này lại đó hả? Dạ, gịch lại hả? Nó ngã làm sao rồi. Cái này nó ngã về sau rồi nó ngã siêu về bên đây. Nên kiền cọng dây lại nè, như chì. Dạ. Cột thì nó mục hết rồi. Ở đây xung quanh thì gách mục hết luôn. Đây là chỗ ngủ của chị nè. Ở dưới đây thì nó ẩm thấp quá luôn, vô đây thôi hơi có mùi mốc thôi nha, như nước hết vậy á. Dạ. Trên đây thì nó gãy hết nè, đòn tay nó gãy một mối đang gãy hết luôn. Cái cây này mục quá, có khi nào hồi nó rớt xuống không? Dạ. Đây chỗ ngủ thì cái bộ giạc của chị đây. Giạc thì cũng gãy hết rồi. Gãy hết trơn rồi. Chiếu này hai chiếc chồng lên nè, chiếu cũng gách hết luôn, ba chiếc luôn. Sao mình không bỏ bớt chị? Tại vì nó mỏng quá rồi nó đau lưng nha. Đây nè, mình để vô đây nữa hả? Nó không được im nè chị. Nên cái cũ một cái chải cái mới lên cho nó bớt đau lưng á. Nằm đây thì nó ít cấn nè. Còn cái chiếu này để đây làm chi? Bỏ ủng để lại ha. Dạ. Chỗ ngủ này thấp quá vậy? Đụng cái đầu luôn rồi. Nhà chị thì giọt mưa nè, cái tấm mối xô còn đọng nước ba cái bụi nè, nó đen thợ trên đây luôn rồi, nó rớt á, lá nó mục quá nè, rồi trời mưa thì nó nhiễu xuống đây nên nó đọng lại còn đen nước luôn. Đây thì chỗ này thì nó chống lỏng luôn, nó mục rồi. Cây này Thành gỡ ra còn được, wow, mối quá trời luôn rồi. Nhà này là không còn gì cho mối ăn á. Mối nó làm ổ gì nè, trong cái cây á. Còn ở đây nó gã ra luôn, nó gớt xuống rồi nè. Khắp cái ngôi nhà luôn chứ không phải chỗ này luôn. Đây nè, trên cái đòn tay thì nó ăn gãy hết trơn luôn, mấy cái cây này nè. Nhà này chắc tới mùa mưa bão thì em thấy em sợ á. Em như mình sức khỏe mình yếu, có thể nhờ giông gió mình cũng đi tránh chỗ khác nha chị. Ở đây là chỗ nấu ăn. Nấu ăn cũng che bằng cao su luôn, cũng mục hết rồi, chống hết rồi. Cây này cũng đòn tay mục hết luôn. Trên đây thì lúc nào nó chống thấy thấy trời luôn. Rồi vậy là chỗ này mưa giọt ướt rồi, nước cây. Đụng dũng ở đây luôn. Cái ngôi nhà nấu ăn của chị thì Hạnh thấy nó lủng hết trơn trên nóc nè. Đây. Hiện tại bây giờ vô mùa mưa nên nó đất ở dưới nền nó linh láng, nó sình, nó đi dính vào nè. Ở đây thì mỗi lần nước ngập thì có ngập không chị? Ngập chứ. Ngập luôn ha. Mưa mà cũng dơ, mà tới nước ngập là cũng dơ nữa. Cái ngôi nhà của chị á, mùa mưa thì nước ở trên nó tràn xuống, ở trên nó lũng là đâu có lành lặn đâu. Rồi đất nó sình nè. Rồi tới mùa nước nổi thì nước về đó, có ngập không chị? Dạ, ngập nhiều. Ngập lên cũng cả thắt nước. Cà tắt nước ha, dạ. Cắt nước. Rồi mình kê cây mình đi hay gì? Dạ, kê cây đá rồi vậy đó rồi mình đi. Dạ. Cái này ngập thì chắc mình đổ đất vô á, mình phải cặp đất đổ vô cho nó cao mới khó ngập được phải không? Dạ.
ruộng lấy đồ, mỗi năm ảnh chở đất ruộng be mà cũng còn ngập hoài ha, nhầm khi mỗi năm thì nước nó lên khác nhau, nó lên cao năm thấp. Nước màu rảnh vậy em. Dạ, ôi con chó. Đây là mình nấu bằng than hả? Dạ, nấu than, nấu quê thì ung than gì nấu. Dạ, rồi nấu củi. Ở đây là cái bếp củi của chị. Bếp củi nhỏ gọn quá ha. Đây. Cái bếp này người ta xây á. Rồi này là than là mình nấu. Trong đây nó cũng thấp luôn. Rồi ở đây là bên đây chỗ rửa chén của chị hả? Ở đây mình xài nước cây hả chị? Nước mà nước máy hả? Nước im quá. Có nước sạch sử dụng là im rồi. Dạ. Dạ. Sức khỏe mình sẽ an toàn luôn. Chỗ khu vực này là chỗ rửa chén của chị nè, có kéo nước sạch vô. Chỗ này khu vực thì người ta có kéo đường nước cho mình sử dụng. Rồi mình đóng tiền ha. Rồi bên đây là chỗ cái nhà tắm của mình. Nhà tắm của chị ở đây. Nhà thì chị bệnh đó, phụ nữ mà bệnh thì đâu có nhà cửa đâu có gọn gàng được đâu. Đàn ông thì đi làm lo trang trải gia đình đó. Nên nhà của chị thì bời bộn không có được gọn gàng. Anh chị thì bệnh hoài nè. Đây thì nhà tắm của chị ở đây. Cũng nước nó ngập, cũng lên dâng lên rồi kìa. Vô mùa mưa chắc mưa dài đám nó sẽ ngập cái cổng nhà tắm đó. Nhà tắm, nhà vệ sinh mình đó luôn hả chị? Đi cầu cá. Cầu cá ha. Người này là mình che cái trái này bên đây. Nhà mình được một cái giường hả? Ở đây. Che thêm ở đây ngủ đây ha. Đây là cái giường ngủ nè. Ngủ ngoài sao che thêm cái giường. Em thấy giặt nào cũng mục hết trơn rồi nha. Rồi ở này chắc bệnh luôn á. Ẩm thấp nè. Móc meo lên hết trơn luôn. Lớn rồi, nó giọt nè nên nó bị móc hết trơn rồi nè. Dạ. Sức khỏe mình không được tốt nữa mà mình ở vậy thì nó cũng càng bệnh thêm á. Tại vì cho nhà này thì bị mưa á, rồi nó giọt rồi nó tạt nè, rồi nó ẩm thấp á. Vô đây là nó hơi hôi, mùi hôi như là nó không có được thoáng á, hôi móc á, hôi sình nữa. Rồi chị em mình ra trước đi. Cái cột nhà ngoài trước của chị nè, mối ăn nó ở đây sắp gãy rồi. Nếu mà cây cột này nó gãy là nó nguy hiểm nghe chị. Mình phải kiếm cái cây mình chắp vô đi. Ghiệu hết trơn từ trên xuống dưới luôn. Kêu ảnh nó kiếm cái cây nào mình đóng chắp vô đỡ. Chứ mà tới mùa mưa tới là gió nó giông nữa, hôm ngày cũng mưa gió lắm. Dạ. Đây nè, cái cây này nó cũng mục mối ăn luôn. Đụng cái là nó gớt lên đầu của Hạnh luôn. Cái nào cũng vậy trơn, đụng là gớt à. Đây. Nên ảnh một chấp một cái cây tre nữa nè. Cây tre nói vô thôi. Mà nó cũng không an toàn đâu. Đây. Cây này nó gãy cái làm hai rồi. Chỗ nào, lá này chứ cũng mục luôn rồi. Lá này mình bao nhiêu năm rồi, chắc cũng lâu lắm rồi hả? Lâu rồi, từ em cắt ở nhà bây giờ, mười mấy gần 20 năm rồi. Là hồi mình lập gia đình tới giờ ha. Từ ra riêng tới giờ là ngôi nhà này 20 năm rồi. Nên lá nó cũng mục cách hết rồi. Này làm củi luôn, họ vô chụm luôn. Cái cây kẹo này nó gãy dài khúc luôn rồi nè. Ở đây thì nó gãy quặm xuống. Ngoài kia thì gãy 2-3 khúc luôn. Dạ em chào anh, nãy giờ em lại nhà không thấy anh. Chị sao anh làm ngoài ruộng hả chị, ngoài ruộng hả? Nãy giờ anh đi đâu không có nhà hả? Bây giờ bằng dọn dẹp ngoài hè. Nãy giờ em trong ra thì không thấy. Thì thường ngày anh làm nghề gì? Cũng đi vụ hồ chứ ai mướn gì bằng nấy, sẽ trút mướn đó. Dạ. Vậy là đâu có ổn định đâu ha. Anh tên gì? Lê Thần Ngữ, nói là cho cô chú biết. Năm nay anh nhiêu tuổi rồi? Năm nay anh nhiêu tuổi? Năm nay 44. 44 mà. Nói chị thì nó 43. Nhớ 43, 44, tuổi thân rồi. 44, lớn hơn chị 2 tuổi ha. Chị 42. Nên bệnh nên nhìn sức khỏe của chị thì xuống ha, yếu rồi. Rồi mình
Mỗi lần đi chạy thận là anh chở đi hả? Là đỡ tốn tiền xe ha. Là mình bữa nào chạy thì mình xin nghỉ, mình ở nhà chở chị đi. Cũng không có làm được gì đâu, một tuần chạy 3 ngày rồi. Đâu có chạy cũng tới chiều mới về tới nhà. Rồi nên mình làm cũng không có bằng tháng cho người ta được nữa. Chỉ bằng ngày mà nhiều khi người ta kêu mình mà không có nhà, người ta cũng kêu người khác nữa. Ghét công chuyện của mình không có chuyện làm luôn á. Bữa nào mình ở không thì mới làm được ha. Cái nhà của mình thì nhờ nhà lá ở trong nè. Ở trên thì dừng mấy miếng lợp mấy miếng tôn đỡ hả? Dạ, lợp tôn đỡ được, anh cho ba tôn cũ ra lợp nó đỡ. Nếu mà không có miếng tôn này chắc nhà này không ở được đâu. Cái tôn của mình úp lên lâu chưa anh? Mới lợp vào đầu mùa mưa này ông anh nó thấy dột quá rồi ông cho ba tôn, kêu ba tôn cũ của người ta. Dạ đúng rồi. Ngày mà không phủ tôn lên là không có ở được đâu. Tôn cũ cũng đỡ hơn, cũng dột thì mình che con su đỡ một chút. Còn mà lá này thì mưa là nó gã hết rồi, cây thì nó có thể là mục luôn, nó gớt xuống luôn. Có nước vô á. Rồi sức khỏe chị thì bữa nay thấy mệt quá ha, nói chuyện cũng không nổi nữa. Rồi hàng ngày là chị anh là lo cho chị, chăn cho chị, rồi hai bé thì đi làm. Phụ tiếp mà giờ cũng thất nghiệp luôn, đâu có làm gì ra tiền đâu. Kiểu hôm nay em lại đây thì anh có là gì muốn nói với cô chú Mạnh Thường Quân đó. Gia cảnh của mình sao thì mình nói cho cô chú biết, đặng coi cô chú có ủng hộ cho mình được cái gì thì cô chú ủng hộ. Em có mong sự mấy cô chú Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho em căn nhà, cho nắng, cho mưa, cho vợ con em ở gì. Mình thì không có khả năng làm được rồi ha. Giờ là chỉ cầu cứu cô chú anh chị Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước. Thương hoàn cảnh của anh chị thì ủng hộ cho gia đình anh chị được căn nhà thành lần đặng che nắng che mưa. Này em cho lo vợ cho em chết mất trả vợ em đi, thời gian em không có làm gì được chứ không có nhiều thời gian chứ. Ra em vợ mong Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho em và con căn nhà cho em, cho vợ em che nắng che mưa. Tại vì một tuần thì đi 3 ngày rồi. Đâu có làm tháng cũng không được, mà làm ngày nhầm khi người ta kêu mình á, rồi không có, người ta cũng kêu người khác rồi mất mối luôn. Thì mình phải lo vợ, rồi vợ bệnh đâu có bỏ được đâu. Nếu mà anh bỏ đi làm tháng thì không, ở nhà không ai chăm cho chị hết. Rồi bệnh hoạn này cũng không dám bỏ ơn nữa. Nên ở nhà ảnh chăm sóc nên cuộc sống hơi vất vả. Nếu mà ảnh đi phụ làm thêm thì mình có thể là lo trang trải được cái nhà ha. Mà bây giờ thì không có làm được. Thì cũng được. Dạ. Bây giờ thì bây giờ cái đường cùng rồi thì cũng không có làm được, nên nhờ hạnh lại quay á, coi có cô chú Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước á, có thương hoàn cảnh của anh chị thì hỗ trợ cho gia đình anh chị được căn nhà nè, là đặng che nắng che mưa. Sắp tới mùa mưa bão rồi, nếu mình ở trong đây mình cũng sợ hồi hộp nữa, sợ giông bão thì sập á, thì sức khỏe của chị yếu nè, nên sợ chạy cũng không kịp nữa. Rồi chị có là gì muốn nói thêm với cô chú Mạnh Thường Quân không? Em coi hiện giờ em chơi trong đồng, em mong Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho em được cái nhà chống mưa chống nắng. Nhà vợ quá cũng sụp nó gãy hết. Chị thì sức khỏe bị bệnh nè, thời kỳ cuối rồi nên không có khả năng mà lo cho gia đình. Chị cũng lo sức khỏe của chị đó, bệnh rồi bỏ lại hai người con, hai đứa thì cũng đi làm hả chị? Giờ đâu có lo được căn nhà đâu. Bây giờ nhà này về ở thì chị cũng không yên tâm. Nếu mà có con về thì mình đâu có làm mẹ mà đâu có ở ngủ mà yên giấc được. Tại vì mùa mưa thì sợ sập nhà nè. Nên hoàn cảnh của chị thì rất là đáng thương. Nên chị cũng khóc nè, hoàn cảnh thì khổ đó. Nói tới thì chị xúc động. Thời kỳ cuối là mình đi chạy thận là thời kỳ cuối đó ha anh? Người bác sĩ nói mình cái hai quả thận mình sao á, hư hết là sao? Hư hết là chỉ đi chạy thôi chứ không còn cứu vãn gì được hả? Không. Dạ. Chạy tới chừng nào hay chừng ấy thôi ha. Dạ, thì chạy đang kéo dài mạng sống rồi thôi chứ đâu có còn. Dạ. Chứ không có còn mà hy vọng điều trị thì được, không có còn mà hồi phục cái quả thận của mình lại ha. Không còn phục lên như xưa được. Chị thì bị bệnh thận thời kỳ cuối, bây giờ chị còn lọc thận đặng kéo dài sự sống thôi chứ không có còn mà điều trị hai quả thận được nữa. Tại vì hai quả thận thì hư hết rồi hả anh? Thì hôm nay thì hạnh lại đây thì chứng kiến thì trước tiên là thấy ngôi nhà của chị thì cũng mục nát hết rồi. Thì hạnh chỉ quay lên thì chỉ cầu mong là ông bà cô chú Mạnh Thường Quân với anh chị trong nước và ngoài nước á, thấy hạnh có đăng cái clip này lên á, hỗ trợ cho gia đình anh chị được căn nhà kịp thời đặng che nắng che mưa nè. Bây giờ là vô mùa mưa bão rồi, nếu mà giông gió không có ngủ trong nhà này chắc sợ lắm, nên không có được yên tâm á. Thì hạnh cầu mong ông bà cô chú chiếc bàn ủng hộ cho gia đình chị được căn nhà. Thì hạnh xin cảm ơn rất nhiều.
Hạnh xin chúc tất cả cô chú anh chị mạnh thường quân trong nước và ngoài nước sức khỏe luôn bình an, gia đình thì luôn hạnh phúc, công việc luôn thuận lợi và thành công. Rồi hôm nay thì em lại quay hoàn cảnh của anh chị ha. Thì em đăng lên, thì nếu mà có duyên với cô chú Mạnh Thường Quân á, thì cô chú anh chị có xem á, thì tài trợ cho mình được căn nhà lành lặn á, che nắng che mưa, em sẽ quay lại tìm anh chị nha. Em cũng cầu mong mà nếu mà đăng clip này lên cũng sớm lại báo tin vui cho anh chị á, em cũng rất là mong chờ. Em cũng chúc anh chị nhiều sức khỏe ha, cố lên ha chị. Trước tiên thì em lại thăm gia đình, có phần quà của gia đình anh Hiếu Tuấn ở Canada thì có gửi cho em là 10 kg gạo với nước mắm, nước tương, dầu ăn, đường và muối, hạt nêm cho mình hả chị. Rồi cái phần quà thứ hai là của bác Tám ở Mỹ, thì bác Tám có nhờ là mỗi lần đi thăm một hoàn cảnh khó khăn á thì gửi tặng cho là 500.000 đồng, tặng mình có tiền mình chi tiêu trong nhà để mua đồ ăn thêm hả chị. Bác Tám ở Mỹ với gia đình anh Hiếu Tuấn ở Canada, chị cảm ơn hai người giùm em. Dạ, em cảm ơn bác Tám ở Mỹ với Hiếu Tuấn ở Canada đã cho em phần quà này, em rất vui. Dạ. Giờ Hạnh cũng thay mặt gia đình của anh chị nè, cảm ơn gia đình anh Hiếu Tuấn ở Canada cùng với bác Tám ở Mỹ. Hạnh xin chúc gia đình của bác với anh sức khỏe luôn được bình an, gia đình thì luôn hạnh phúc và thành công công việc. Rồi em chào anh chị, em đi luôn anh chị ơi. Dạ. Chúc anh chị nhiều sức khỏe. Dạ.